quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Hồng Ngọc để lộ vết bỏng ở chân, con gái thương mẹ khóc, dàn sau việc không nén nổi xúc động. Hồng Ngọc cập nhật tình hình sức khỏe của mình sau sự cố nổ nồi xông hơi tại nhà riêng. Cô con gái nhỏ rưng rưng nước mắt vì thấy mẹ bị thương quá nặng. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ clip để lộ vết bỏng lớn ở chân sau sự cố nổ nồi xông hơi. Trong clip, thấy cô con gái nhỏ bẽn lẽn tiến đến bên mẹ. Khi chứng kiến vết thương khá nặng của mẹ mình, cô bé không giấu được sự xúc động nghẹn ngào trò chuyện cùng mẹ. Vết thương của Hồng Ngọc. Con gái nhìn mẹ nghẹn ngào, mắt rưng rưng. Nữ ca sĩ kể, ngày đầu từ bệnh viện trở về gặp các con, mẹ phải cố gắng giấu đi cảm xúc, nhưng chính con cũng đang nén cảm xúc khi nhìn thấy sắc thái của mẹ. Cảm ơn cô gái nhỏ luôn lo lắng cho mẹ, mẹ sẽ vượt qua thôi, rồi mọi thứ trở lại như xưa thôi. Khi nhìn được khoảnh khắc này, bạn bè nghệ sĩ và khán giả vô cùng xót xa. Mọi người liên tục gửi lời động viên tới Hồng Ngọc, nhắn nhủ cô cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để sớm hồi phục. Đông đảo sau việc đều không giấu được xót xa khi nhìn thấy vết bỏng của Hồng Ngọc, đặc biệt là phản ứng của con gái cô. Haru Won, con chị tuổi nhỏ mà suy nghĩ lớn quá, chúc chị mau hồi phục nhé, chan chừng, thương con quá chị. Các con sốc mẹ lắm, em cầu mong Chúa bảo vệ, che chở cho chị. Nguyễn Bằng Kiều, thương quá, get well soon em. Thu Thủy, con gái quá mạnh mẽ, chị cũng mạnh mẽ, sẽ ổn. Sẽ qua thôi chị, vết thương đang tiến triển tốt, cố gắng lên chị nha, chúc chị mau chóng lành vết thương và trở lại xinh đẹp như xưa. Xuân Lan, thương mày và thương các con quá, cố lên nhé cưng ơi. Lê Giang, trời ơi thương em quá. Hoài Tâm, oh my god, get well soon nhé bé, love. Đàm Vĩnh Hân, thương quá thương. Trung Quân, trong sót quá chị ơi, mong chị sớm bình phục khỏe mạnh nha chị. Mọi người gửi lời động viên tới nữ ca sĩ. Thông tin nữ ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nặng khiến công chúng vô cùng bàng hoàng. Dù hiện tại cô đã xuất viện, nhưng Ngọc sẽ phải mất 6 đến 8 tháng mới có thể hồi phục sức khỏe và diện mạo. Cách đây không lâu, Hồng Ngọc từng đăng bức ảnh để trấn an khán giả sau sự cố nổ nồi xông hơi, tuy nhiên đã được che chắn gương mặt kỹ càng. Gia đình Hồng Ngọc hiện sống ở thành phố Dallas, Texas của Mỹ. Chồng là ca sĩ Thomas Tâm, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Hơn 12 năm bên nhau, ca sĩ cho biết tổ ấm của họ luôn tràn ngập tiếng cười với ba con, hai trai một gái. Con đầu là Chứng hơn 13 tuổi, bé gái thứ hai Hồng Ân 8 tuổi và con trai thứ ba Chứng Hào 5 tuổi.